Nay dọn BMW S 1000ER 1 rồi. Nó đang rửa siêu sạch. Rửa siêu sạch tháo ra hết như vậy nha mọi người. Gọi là siêu sạch. Là rửa sạch chi tiết. Con này mình tháo hết, mình rửa từng chi tiết. đang rửa thôi, đang rửa tăng là tăng 1 vậy đó, rửa 2 tăng 3 tăng tùy theo những cái chỗ mà nó dơ khó ra đó, chỗ nào mà nó khó ra mình rửa lần thứ nhất mới lòi ra chỗ khó ra, rửa lần thứ hai những cái chỗ mà nó vẫn còn chưa cảm thấy chưa sạch đó, chưa sạch nữa rửa lần thứ ba. Đó, anh em thấy không? Sơn mô nó ra bẩn rồi. Cái này thì mình pha sơn mô với dầu hôi. Đó. Với tùy theo những chỗ mà nó bị cái gì, bị gặp vấn đề gì thì mình mới pha một cái lượng mức thích hợp và một cái một số cái thích hợp. Chứ không phải cái nào cũng pha như vậy. Cống nước nó bị tét ấy lại chưa? À cũng lại rồi. Trên bụng này là chưa rửa xong nha, mới rửa từ dần đầu với dần trước mấy thôi. Chỉnh 25 hay 30? Đó. Đang chỉnh 25 hay 30? Hôm qua chỉnh cảm thấy 30 là ok. Xe nó như vậy rất là cực công đó, từ cái công tháo lắp tới công vệ sinh, cho nên mình cảm thấy rửa chạy thử lại coi, cầm cái vít theo luôn, cảm thấy chưa đâu quất ở đó. Xe cũ canh nó hơi cực cái chỗ đó. Xả đều á, xả lại về không á, xong rồi mới tăng lên. Thấy không? Coi còn xăng không? Chạy hôm qua giờ hết xăng rồi. Hết rồi. Còn à. Mình cảm thấy là rửa một cái xe siêu sạch như vậy với giá 2 triệu nó là rẻ. Không mắc, không? Rất là cực công. Chứ không phải là đơn giản như anh em nghĩ.
tháo hết dàn áo dàn đồ ra như vậy để rửa cái xe này, xong rồi rửa chi tiết bên trong của dàn áo luôn. Không hề đơn giản, không hề đơn giản, nên em phải suy nghĩ tới vấn đề này. Không hề đơn giản nên cái giá mình đưa ra như vậy mình cảm thấy rất là hợp lý. Làm một cái xe như vậy nó mất cả ngày đến 2 ngày. Và phải biết cách lắp ráp, phải có kinh nghiệm lắp ráp, chứ không phải ai làm ráp vô cũng chuẩn hết. Ráp không chuẩn là mệt đó, báo lỗi nè, nhiều thứ phát sinh xảy ra. Rồi anh em thấy không, dây dầu ra như vậy, tại vì cái xe này mình dọn luôn đó. Mình tháo ra, mình sơn lại sườn cho nó đẹp nên mình tháo toàn bộ ra luôn, nên mình dọn hoàn toàn cái xe này. Rồi, cảm ơn anh em quan tâm nha, anh em cần gì cứ ủng hộ với mình, bất kỳ xe gì từ đời cũ đến đời mới, bất kỳ bị trường hợp gì bên mình đều nhận làm được hết. Và nguyên tắc bên mình làm á là khi xem cái vấn đề xe bị gì sẽ báo với khách hàng xe bị gì, hướng đi là như thế nào, cho nó sẽ chia nhiều hướng đi như thế nào, sẽ bao nhiêu đó tiền, sẽ được những gì, mình báo thẳng với khách hàng luôn đó. Thì cho khách hàng chọn cái nào nó cảm thấy phù hợp với mình thì khách hàng chọn. Và cái thứ hai, cam kết với khách hàng là phải làm được mới lấy tiền, còn làm không được như mà hai bên thỏa thuận cam kết, nhất quyết không lấy tiền, có đưa tiền cũng không lấy đó. Nó quan trọng vấn đề nằm ở chỗ đó, đã làm việc phải hiệu quả, khi không hiệu quả thì không lấy tiền, mình không xứng đáng, không hiệu quả mình không xứng đáng nhận cái số tiền đó, cho nên không lấy đó. Anh em nào cảm thấy cái đó hợp thì mình làm vậy thôi. Cảm ơn anh em nhiều.